Royal đai xe máy đỡ cổ an toàn cho hệ xương non nớt của trẻ, khi đi xe máy, nhiều bé hay ngủ gật hay xoay người trên xe nên tốt nhất bố mẹ nên phòng tránh mọi rủi ro cho bé. Các gia đình đang có trẻ nhỏ có thể tham khảo đai xe máy đỡ cổ Royal dành cho bé khi đi xe máy để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho trẻ lúc đi xe. Sản phẩm rất chắc chắn, cố định được tư thế cho bé, đặc biệt sản phẩm có phần đỡ cổ giúp bảo vệ phần đầu và gáy cố định tư thế cho bé, sử dụng khóa bấm an toàn, tiện dụng cho bạn và bé khi sử dụng, sản phẩm sẽ giúp bạn yên tâm khi chờ bé. Với chiếc đai này, bé sẽ ngủ ngon và bạn yên tâm không lo lắng, thiết kế gọn nhẹ, có đỡ cổ bảo vệ bé tốt hơn. Dễ dàng gấp gọn khi không sử dụng, công dụng chính của đai xe máy đỡ cổ Royal, giúp cố định tư thế cho bé, bảo vệ cuộc sống phần cổ và đầu của bé mang đến sự an toàn giữ bé không bị té hay lắc qua lắc lại khi ngồi xe giúp các bé an toàn hơn khi đi xe máy màu sắc của sản phẩm sản phẩm có màu sắc phong phú xanh vàng hồng cùng nhiều họa tiết ngộ nghĩnh chất liệu của đai xe máy đỡ cổ royal vải cotton khóa nhựa và đệm lót thiết kế khung bằng nhựa cứng nên không gì xét bền bỉ sau một thời gian dài đối tượng sử dụng sản phẩm Sản phẩm phù hợp với các bé từ 9 tháng tuổi trở lên, giới thiệu về thương hiệu Royal. Royal là thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Chuyên cung cấp các sản phẩm dành riêng cho em bé như gối chặn, mũ sơ sinh, giường lưới, đai xe, mang lại sự an toàn và tiện dụng. Với mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt, chất lượng an toàn, thương hiệu Royal đã được các mẹ Việt Nam tin dùng trong những năm vừa qua. Với phương châm luôn mang đến sự hài lòng cho khách hàng, các sản phẩm của Royal được kiểm tra kỹ mỗi sản phẩm khi xuất xưởng các nguyên liệu của hãng không sử dụng của trung quốc mang đến sự an toàn khi sử dụng thương hiệu royal đang phát triển đa dạng các sản phẩm dành cho mẹ và bé